Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dừng vụ Vạn Thịnh Phát và tầm nhìn xa, đánh chuột không để vỡ bình của ông Tổng. Việc hệ thống các phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB rơi vào tình trạng đóng băng là hệ lụy từ vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là chủ của Ngân hàng SCB. Vụ bắt giữ các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dẫn đến làn sóng người đến đòi tiền tiết kiệm tại các chi nhánh giao dịch của SCB trên toàn quốc. Theo Bộ Công an, điều đó xảy ra tình trạng mất an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 của Bộ Công an trước năm 2011, bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ quản lý nhưng đã thao túng chi phối toàn bộ hoạt động tại ngân hàng SCB. Bộ Công an cũng cho biết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư, thực chất là khách hàng gửi tiết kiệm tại SCB thông qua việc gian dối trong phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn từ người dân và các tổ chức kinh doanh. Bằng cách lập hồ sơ vay vốn giả mạo, bà đã chiếm đoạt đến 93% số tiền cho vay của ngân hàng SCB. Theo cơ quan điều tra, thì từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, chiếm đoạt 300.000 tỷ đồng. Chưa kể đến việc bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Theo đó, vụ bê bối của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB với sự thiệt hại đến hàng chục tỷ đô la đã bộc lộ cho người dân thấy các cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam có sự vô trách nhiệm đến đáng ngờ, không chỉ do cơ quan kiểm tra nhận hối lộ từ ngân hàng SCB mà thôi. Tình trạng đó đã phản ánh sự mong manh của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Hệ thống này đã thể hiện dễ bị tổn thương trước các đợt khách hàng và nhà đầu tư rút tiền ồ ạt ra khỏi ngân hàng SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị khởi tố bắt tạm giam. Theo giới phân tích, thủ đoạn rút tiền khỏi ngân hàng SCB để chi tiêu với mục đích riêng của bà Trương Mỹ Lan không gì đặc biệt hay mới mẻ cả. Điều này giống hệt với việc bà Lan đã làm trước đó đối với ba ngân hàng nhỏ vốn thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Ba ngân hàng nhỏ này là ngân hàng Đệ Nhất, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng Sài Gòn, trở thành một ngân hàng lớn có tên giao dịch là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB sau khi nó được sát nhập. Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tái tiếng Tô Lâm của Việt Nam. Đáng ngạc nhiên hơn, thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan thì giống y như thủ đoạn của ông thủ lãnh nước Hoa Thanh Hương trong năm 1980, dùng để chiêu dụ người gửi tiền, điều mà đến nay nhìn lại nhiều người mới giật mình. Việt Nam có một hệ thống giám sát chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp của hàng chục cơ quan quản lý nhà nước, cũng như ngân hàng nhà nước, đặc biệt là hệ thống an ninh kinh tế, được đánh giá là mạnh nhất trong khu vực Asia. Vậy tại sao lại để bà Trương Mỹ Lan và hệ thống sinh thái bao gồm hơn 1.000 công ty của bà, chủ yếu là các công ty ma, hoành hành như chỗ không người? Sự sơ hở do chủ ý đã tạo điều kiện cho bà Lan biển thủ đến 12,5 tỷ đô la từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB do bà bí mật kiểm soát. Đó là chưa kể đến số tiền 30.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 1,2 tỷ đô la, liên quan đến việc gian lận phát hành trái phiếu. Tổng cộng thiệt hại xấp xỉ 3,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây trong bài phân tích với tựa đề Vụ Vạn Thịnh Phát SCB Trương Mỹ Lan tham nhũng quản lý kinh tế kém sẽ cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam, đã đặt ra câu hỏi rằng vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được làm rõ trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan mà lãnh đạo của Việt Nam đã cho dừng cuộc điều tra ở đó. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chỉ trong vòng có mấy năm, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu được một số bất động sản có giá trị nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại đại lộ Nguyễn Huệ, một trong những con đường đất đỏ nhất tại châu Á. Nhưng đó cũng chỉ là những tài sản nhỏ trong bộ sưu tập bất động sản, các khu đất được mệnh danh là vị trí đất vàng hay kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới phân tích, do nhà chức trách vẫn chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời về cách mà bà Lan có được quyền mua tới 156 bất động sản, bao gồm một số khu đắt tiền ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước
và do đó cần có mối quan hệ chính trị mới có thể mua được các khu đất này. Có lẽ chính có mối quan hệ chính trị của bà Lan đã khiến cuộc điều tra phải dừng lại. Người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận rằng đánh chuột không để vỡ bình, đó là sự nhìn xa trông rộng của ông Trọng và chính là để chuẩn bị cho tình huống này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Dừng vụ Vạn Thịnh Phát và tầm nhìn xa đánh chuột không để vỡ bình của ông Tổng. Đảng lại cấm biếu quà Tết, chuyện giả dối, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, làm gì đây? Từ nhiều năm qua, cứ sắp Tết đến thì lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại ban hành cái gọi là chỉ thị về việc tổ chức cho cái Tết Nguyên đán sắp tới. Mới nhất, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa ký ban hành Nghị định số 26 về việc tổ chức dậy Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, chỉ thị này nhấn mạnh việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp theo mọi hình thức. Cụ thể, chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn vào năm 2024 gồm 7 mục với một số nội dung như sau: không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, v.v. Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn vào năm 2024 đã được công bố. Theo giới quan sát, năm nào cũng như năm nào, cứ lặp đi lặp lại những lời biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thừa thãi để làm gì. Chỉ thị cấm tặng lãnh đạo quà Tết liệu có tác dụng hay không? Vì tất cả các chỉ thị hàng năm về vấn đề này đều có chung một số điểm giống y hệt nhau, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là bắt cóc bỏ đĩa. Đảng cấm thì cứ cấm, còn đảng viên cấp dưới biếu quà cho sếp là chuyện thường ngày ở huyện. Thử hỏi không nhận quà biếu thì lãnh đạo sẽ ra sao, liệu có sống được hay không, chứ đừng nói chuyện các quan ăn chơi ngày Tết phung phí đến thế nào. Việc ban hành chỉ thị vừa kể trên, dư luận thấy rằng với những quy định mang lại tính nặng tính hình thức như không thăm, không chúc Tết, không biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức v.v. Thử hỏi ai biết mà ăn cỗ thế nào. Và chắc chắn chỉ thị này sẽ không có tác dụng gì mà chỉ là động thái để khỏa lấp một tình trạng trầm kha, đó là cấp dưới phải hối lộ cho cấp trên thường xuyên chứ không chỉ vào dịp Tết. Việc biếu quà Tết được coi là nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Những món quà Tết không nặng về mặt giá trị nhằm thể biểu thị sự kính trọng, lòng tri ân đối với những người bà con thân thiết hay những người có mối quan hệ trong công việc. Song trong nền kinh tế thị trường, với sự quản lý bát nháo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên việc biếu quà Tết cho cấp trên nó lại trở thành một hình thức hối lộ để mà chạy quyền, chạy chức, chạy án, v.v. Với những biến tướng hết sức tinh vi, bây giờ người ta biếu xén có hy vọng trục lợi lên lương thực, lên chức vụ để thay đổi vị trí làm việc hay được đề bạt, v.v. Tài sản tham nhũng được thu hồi trong một vụ án tham nhũng, nhưng nó không đáng bao nhiêu so với các số tiền khủng khiếp mà các quan tham đã nhận. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 17 tháng 12 có bài viết xét xử vụ Mobifone mua AVG, hàng triệu đô la hối lộ được biếu ra sao. Theo đó, lời khai của một bị cáo trong ngày đầu xét xử đã phần nào vén bức màn che phủ đường đi của hàng triệu đô la hối lộ trong đại án Mobifone mua AVG. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch tổng công ty Mobifone, vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 khai trước tòa rằng dịp trước Tết 2016, cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đến văn phòng làm việc với lý do biếu quà Tết. Khi ông Vũ về, tôi mở ra thấy 500.000 đô la. Sau Tết hơn một tháng, anh Phạm Nhật Vũ gọi điện thoại nói có ít quà hoa quả ngon. Tối hôm đó có người mang đến biếu anh 2 thùng cắt tông. Tôi nghĩ hoa quả thôi, nhưng mở ra thấy có tiền 2 triệu đô la. Tôi chuyển 2 triệu đô la sang tiền Việt cất trong nhà. Bị cáo Lê Nam Trà còn khai thêm 500.000 đô la bị cáo mang biếu anh Nguyễn Bắc Son vào dịp Tết cũng để trong gói quà. Ngoài ra bị cáo còn đưa cho anh Son 200.000 đô la tiền cá nhân. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Phó trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên cho biết, những ai nhận số tiền hối lộ lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử. Còn người nhận ít không vụ lợi, nhận tiền số lượng ít vào dịp lễ Tết không bị xử lý về mặt hình sự, mà chỉ bị xử lý về mặt kỷ luật đảng,
và hành chính. Ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương đã phát biểu xanh dờn như thế. Trong một thể chế chính trị độc đảng thì lại đầy bất cập như ở Việt Nam hiện nay, cơ chế giám sát kiểm soát quyền lực bị vô hiệu hóa, dẫn đến tình trạng quà biếu có giá trị lớn sẽ là phương tiện giúp cho người ta có thể đi tắt đến quyền lực, giúp cho sự thăng tiến của mỗi cá nhân thuận tiện hơn. Ở Việt Nam không có luật quy định quà biếu, quà tặng hạn chế trị giá bao nhiêu. Nếu nhiều hơn thì phải nộp công quỹ như ở các quốc gia khác. Quan trọng là cần phải coi trọng việc kê khai tài sản cá nhân theo luật định một cách nghiêm túc và phải công khai để cho dân và báo chí giám sát. Những điều vừa kể trên, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ thừa biết, thậm chí biết rất rõ. Nhưng bản chất của Đảng hiện nay là làm một đảng nói một nẻo và hại dân, nên bằng mọi biện pháp và thủ đoạn cũng chỉ để phục vụ cho công cuộc sống chết mặc bày, tiền thầy bỏ túi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Đảng lại cấm biếu quà Tết, chuyện giả dối, biết rồi, khổ lắm, nói mãi làm gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.